Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2012. Chúng ta có 2 ngày tu học tại thành phố St. Pete, tiểu bang Florida. Đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp thứ 3 trong ngày. Và giờ này là giờ vấn đáp. Thì trước khi Pháp Hòa trả lời những câu hỏi thì Pháp Hòa cũng xin thưa là thứ nhất là chúng ta chú ý đến vấn đề Phật Pháp, và thật tâm chúng ta không hiểu thì chúng ta nêu câu hỏi để chúng ta mong giải tỏa cái điều thắc mắc của mình. Để chúng ta không có mang cái tâm là chúng ta hỏi để vì muốn tranh luận trong vấn đề hiểu biết của nhau. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa trước là cũng chưa chắc những gì Pháp Hòa giải thích có thể thỏa mãn được những cái điều mà quý vị hỏi. Thì bởi vì Pháp Hòa thì chỉ trả lời theo cái hiểu của mình, theo cái ghi nhận của mình trong khi tu tập thôi. Vì trong quá trình tu tập thì chắc chắn Pháp Hòa còn nhiều cái thiếu sót, còn nhiều cái kém cỏi. Và nếu có trả lời quý vị thì chắc có lẽ chỉ một phần nào dựa trên cái sự tu học của mình. Thì nếu có điều gì mà chưa làm quý vị được thỏa mãn thì xin quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có mệt lắm không? Dạ không. Thôi bây giờ ráng ha, tiêm xuống thôi rồi về nghỉ. Cái nơi này chúng có một câu hỏi là vị Phật tử này thấy người Tây Tạng đọc chú nhiều, đọc chú từ nhỏ tới lớn, nhưng sao họ không cứu được cái đất nước của họ. Rồi thậm chí như Đức Đạt Lai Lạt Ma được người ta gọi là Phật sống, sao Ngài cũng không cứu được đất nước của Ngài. Thì cái vị này không có đồng ý là đó là do cái nghiệp của mình, của quá khứ. Thì thôi bây giờ nếu mình không chấp nhận nghiệp của mình ở quá khứ thì đành chịu chứ biết làm sao. Nếu mình không chấp nhận thì mình có quyền chấp nhận theo cái lối hiểu của mình. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin thưa như thế này thêm chút. Nhiều khi trong một đất nước nó là cả một cái vận nghiệp chung của cả nước, và chúng ta gọi là cộng nghiệp. Phước thì cũng có cộng hưởng, nghiệp thì cũng có cộng nghiệp. Thí dụ hôm nay mình tu học Phật Pháp với nhau thì chúng ta đang là những người cộng hưởng cái phước. Tại vì chúng ta đang cùng có một nguồn lợi lạc chung với nhau, cộng hưởng cái phước. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây, rồi có một tai nạn gì nó xảy đến cho tập thể mình phải chịu hết, thì cái đây gọi là cộng nghiệp của mình. Một người không thể làm gì được hết. Và trong cái nghiệp của mỗi người thì chúng ta có cái biệt nghiệp. Trong cái cộng nghiệp mỗi người chúng ta có cái biệt nghiệp. Còn nếu mà nói quả báo, thí dụ đời trước mình là thánh tiên gì đó, rồi giờ mình rớt xuống đây, thì mình là thánh tiên cho nên mình vụng tu, cho nên mình mới trở lại những cái cõi khổ. Còn nếu mình là những cái, trong câu hỏi nếu mà lỡ mình là những người mà như là con thú rồi nó hết tội thì mình trở về đây. Nhưng xin thưa, mình hết cái tội, hết cái tội ở cái cõi thấp hơn mình là cõi thú, rồi mình sanh ở một cõi khác, và cái cõi đó
nó cũng có cái vận nghiệp chung của cõi đó, mà bất quá đời sống nó hơn cõi thú thôi, chứ nó chưa hẳn là sống. Bởi vì sao? Bởi vì trong sáu cõi thì vẫn còn đau khổ của sáu cõi: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Pháp Hòa nói ví dụ trong một con người với nhau nè, mà quý vị thấy có sự khác biệt về khổ đau vui sướng không? Khác nhau. Vậy thì trong cái cõi này nó cũng có cái biệt nghiệp riêng của mọi người. Vậy thì khi chúng ta thoát được cái khổ thấp hơn là cõi thú, thì chúng ta thăng tiến lên một cõi người. Nhưng mà cái cõi người nó vẫn còn nằm trong cái cõi của sáu cõi khổ đau, thì mình phải chịu cái khổ của cõi này. Thí dụ mình làm một con thú, thì cái khổ của cõi thú là gì? Mang lông đội sừng, ăn lông ở lỗ. Nhưng mình tiến hóa lên ở cõi người thì mình có cái phước hơn con thú, là mình ở nhà cao cửa rộng, văn minh vật chất hơn. Nhưng chúng ta cũng phải chịu những cái khổ của cõi này. Đó là gì? Đó là sanh già bệnh chết, những cái lặt vặt trong đời này. Vì thì Đức Phật nói trong kinh: ba cõi bất an do như hỏa trạch, ba cõi không có an ở giống như trong nhà lửa. Con thú nó cũng có cái si mê của loài thú, con người nó cũng có si mê của loài người. Và thậm chí tới cõi thần, cõi Atula, cõi thần hay cõi trời cũng có những si mê của cõi trời. Cõi trời thì cái phước hơn mình, nhưng mà vì có cái phước cho nên si mê theo cái phước đó. Cũng giống như những người có cái phước được ra nước ngoài, được có công ăn việc làm tốt, nhưng mà trong cái tốt đó họ vẫn còn si mê là vì sao? Không biết giữ gìn cái sản nghiệp, hay là không biết giữ gìn những cái gì mình có, mình sống phung phí. Cho nên đời này mà có phước ấy, không phải là do mình không. Nó ba phần: một phần do đời mình, đời trước mình tích; thứ hai, ông bà cũng có chút phước để lại cho mình; thứ ba là mình đời này mình biết giữ gìn nữa. Ví dụ bây giờ ông bà để lại cho mình một sản nghiệp là coi như là mình thừa hưởng cái phước của ông bà rồi, nhưng mà mình không giữ thì tự mình hủy cái phước đó. Cho nên á, nó có cái dư nghiệp của nó. Dư nghiệp là sao? Dù mình ở những cái cõi lầm hơn mà giờ mình trở lại đây, hay là mình ở những cõi thấp hơn, nó có cái dư nghiệp của cõi đó. Thí dụ bây giờ cái cô đó, cô ở cõi lầm, cô xuống đời trước cõi cõi trời, cô là tiên nữ, ví dụ vậy đó. Rồi do cổ làm những cái gì, tạo những cái nghiệp gì không lành, rớt xuống cõi này, những cái dư nghiệp phước của con. Cho nên đời này có cõi người mà cổ đẹp hơn người thường, hay là cổ sung sướng hơn người thường. Rồi có những người ở cõi thấp tiến hóa lên cõi người, thì cái dư nghiệp của cái cõi thú, cõi gì đó nó còn. Ở đây thì mình có quyền không chấp nhận bất cứ một đạo lý nào của đạo Phật, không ai bắt hết. Chấp nhận thì mình xem cái đó là nhân quả của ba đời. Vì sao? Có những cái nhân mình gieo mà bây giờ nó không có quả đâu. Bây giờ có những loại cây nó phải đợi tới 10 năm mới có trái, có những loại cây nó phải đợi thời gian ngắn cho nó có liền. Cho nên nhân quả thì ba đời, và mình có quyền không chấp nhận nhân quả. Không có sao hết, bởi vì nhân quả không phải là cái giáo lý mà Đức Phật sáng chế ra để rồi bắt mình phải theo, mà nhân quả là một đạo lý thật ở trong cõi đời này. Mình chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Phật không phải là người sáng chế đó. Và chúng ta thậm chí chúng ta có phỉ báng cái đạo lý nhân quả cũng không hề tội lỗi. Nếu mà có tội lỗi là tội lỗi cái gì? Khi mình không chấp nhận được, mình không chấp nhận những cái gì đó để mình tự mình đi tạo tác, thì đó, cái đó là cái lỗi lầm, tội gì mình chịu thôi. Cho nên đạo Phật á,
Cứu khổ là cứu cái gì? Cứu cái nhân đau khổ chứ không cứu cái quả. Thí dụ bây giờ ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ làm sao? Phật thí dụ thôi. Phật nói bây giờ đó, người cư sĩ tại gia có gia đình rồi thì nhớ là phải giữ lòng chung thủy, không có quan hệ tình cảm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Phật dạy cái đó. Vì Phật nói cái nhân mình làm đó, nó sẽ gây ra cái quả khổ cho mình, cho gia đình mình, gia đình người khác, rồi con cái trong tương lai. Mình không nghe, mình tạo xong rồi, bây giờ mình khổ quá, mình chạy lên mình cầu Phật cứu khổ. Phật đâu có cứu được cái quả khổ. Cứu khổ là cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Phật nói cho mình biết rằng cái nhân của cái khổ đó, nếu mình chặn đứng ở ngay đó thì hết khổ. Vậy thì quý vị nhớ là đạo Phật cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Ví dụ bây giờ mình không chấp nhận một cái điều gì đó, không sao. Nhưng mà nếu như mình có chấp nhận một cái khác để mình ứng dụng, mình tu tốt là quý. Giống như phương thuốc vậy đó. Có thể mình uống một loại thuốc mạnh, chịu đựng được thì tự nhiên mình sẽ hết bệnh khá chút. Nhưng mà cơ thể mình yếu quá, mình không chấp nhận được, mình có thể uống một cái loại thuốc nhẹ hơn, nhưng mà nó lâu hết bệnh, hoặc là nó sẽ giảm được phần này nhưng mà cái bệnh khác nó không giảm. Chẳng hạn như Pháp Hòa là từ nhỏ tới lớn là không ăn tỏi, không ăn được miếng tỏi nào hết. Và bây giờ một con bệnh cỡ nào mà ai kêu Pháp Hòa uống thuốc tỏi là chắc uống không nổi. Thì thôi giờ đành chịu thôi, thôi uống thứ khác. Có thể nó không mạnh bằng thuốc tỏi, nhưng mà mình, cơ thể mình nó chịu được. Ví dụ vậy đó. Ai chấp nhận được thì mình hết, mình giải được những cái gì đó. Nhưng mà có thể cái lời giải thích của quý thầy nhiều khay khác nhau mà mình chưa có giải tỏa được, thì đừng có vì cái này rồi chúng ta lại không có đi tìm những cái phương pháp khác để chúng ta tu tập thì nó ổn đi. Thì thôi thì bây giờ theo cái hiểu của Pháp Hòa, thứ nhất là tất cả chúng ta có một cái nghiệp chung, và đôi khi một mình mà chúng ta không làm gì được. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, dòng họ Thích Ca Mâu Ni của Ngài, dòng họ Thích Ca của Ngài cũng bị tiêu diệt mà Ngài cũng đâu làm gì được. Bởi vì đó là cái vận nghiệp chung, một mình Ngài không làm gì được. Còn đối với một Đức Phật, Ngài cũng vẫn chịu chi phối của cái già, cái bệnh, cái chết. Vì sao? Vì Ngài giác ngộ là giác ngộ ở tự tâm. Nhưng mà về cái phần thân thể, do bốn chất đất nước gió lửa này nó kết tụ, thì nhất định nó phải chịu chi phối của cái già, cái bệnh và cái chết. Cho nên Đức Phật vẫn chết. Nói cho dễ hiểu là vậy đó. Còn mình nói Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật tịch diệt là mình nói cái từ ngữ mà nói thẳng ra là Phật cũng chết. Bởi vì sao? Bởi vì Phật sanh ở trong cõi người, mà cõi người là phải chịu chi phối của những cái sự tuần hoàn đau khổ của cõi người. Thế thôi. Bây giờ Phật chấp nhận chết thì cũng chết, mà Phật không chấp nhận chết cũng chết. Mà thôi mình chết của sự chấp nhận, mình chết nó nhẹ hơn. Còn mình chết mà không chấp nhận thì chết nó hoàng hoại, nó khổ đau. Cho bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ mình không chấp nhận mình già, cũng già thôi à. Mà không, càng không chấp nhận tức là càng bực bội, càng rầu, càng chống đối với cái già, nó già còn mau hơn nữa. Tại vì sao? Lo rầu cho cái già, sợ già cho nên càng già. Không sợ già, sống tươi vui, sống thoải mái, sống biết buông bỏ, sống không chấp trước, nhiều khi tuổi già mà nhìn rất trẻ. Còn mà mình xưng Đức Đạt La Lạt Ma là Phật sống, là mình xưng chứ Ngài đâu có tự xưng. Mình quý trọng Ngài quá là mình kêu Ngài là Phật sống, chứ Ngài đâu có muốn mình gọi vậy đâu. Sẵn đây Pháp Hòa mới nhớ chuyện hồi sáng luôn. Tự nhiên mà Tấn Phong lên làm Bồ Tát, ngồi đó mà út dột quá trời quá, không biết độn thổ chỗ nào. Thấy không? Cho nên tại vì quý vị thương, quý vị nói vậy thôi, chứ còn thiệt sự không có Bồ Tát gì hết trơn á.
Còn nếu là Bồ Tát đi nữa là mình đang hành cái đạo của Bồ Tát, đang sống và nguyện làm theo những cái công việc mình thấy các vị Bồ Tát đã làm. Chứ còn mình chưa dám tự xưng mình là Bồ Tát. Nhưng mà nếu mình có xưng mình là Bồ Tát cũng không sao, bởi vì Phật dạy mình thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh thì mình là Bồ Tát thôi. Còn cái chuyện mình sanh trong cõi người đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị chán ăn, ăn nó mập nhưng không ăn nó đói, cũng phải ăn à. Nó chờ cực khổ quá, tối ngày cứ nấu hoài, đói mà vẫn nấu à. Vì cái cõi này á, là hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, có nhiều chuyện mà làm hoài à. Chứ có làm gì khác hơn đâu. Thì như vậy chúng ta sanh trong cõi này, bất cứ một cõi nào, nó có cái nghiệp sống của cõi đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình sanh về một cõi lành như cõi trời, mình chưa lên đó mình không biết, không biết chừng mình có lên mà mình quên mình sanh. Ở cõi trời thì theo như kinh sách mình biết là họ cũng có cái vận nghiệp sống ở trên đó. Bằng cách nào? Vui quá rồi cứ tối ngày lo đi bạc ti không, không có tu hành. Trên cõi đó có cái sướng nhưng mà cũng có cái không sướng. Cõi này không sướng mà cũng có cái sướng. Mà nói vậy chứ cái cõi này mình dễ tu hơn. Tại sao? Vì có vui có khổ. Có vui có khổ mới ý thức tu. Còn cõi mà vui hoài cái không khảo ý thức tu. Còn mà cõi mà khổ hoài đi nữa đó, thì người ta nói là sao? Thôi tôi đâu có thấy có cái sự thay đổi gì khác của cái khổ đó cho nên khỏi tu. Giống như qua Ấn Độ mình hỏi mấy đứa nít sao không chịu đi học. Nó đi học chi nữa, lớn lên cũng đi ăn mài, ăn xin, học làm gì. Thì cái cõi khổ của mình. Cho nên cõi này mình thấy có người khổ và có người hết khổ. Chị đó hồi tháng trước khổ lắm, mà tháng này sao thấy tươi. Vậy thì mình tin có sự chuyển hóa, có sự thay đổi cho nên mình dễ tu. Cho nên Đức Phật mới nói trong ba, trong cái ba cái cõi, cõi sướng, cõi trung bình và cõi khổ, thì mình cõi của mình dễ tu. Tại vì có khổ có vui. Vì có khổ cho nên mình mới ý thức mình tu. Và mình tu mình thấy có sự chuyển hóa, mình vô xuống. Trên cái cõi này mà có hướng có khổ cho nên dễ tu. Và một khi mình lọt trong cái vận nghiệp của cõi nào rồi thì mình phải sống theo cái nghiệp vận của cái cõi đó. Ví dụ quý vị lọt qua Ấn Độ, quý vị sống thôi, không thích cà ri cũng phải ăn. Đi hành hương qua Ấn Độ đó, đi 3 tuần lễ bên Ấn Độ, sợ cà ri muốn chết mà ngày nào cũng thấy cà ri à. Nó là một cái cách sống, cái môi trường người ta sống vậy. Sợ dơ phải không? Đi Ấn Độ đừng sợ dơ, tại chỗ nào cũng dơ. Mà sợ dơ thì không thể lọt qua Ấn Độ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên mình sanh trong cõi nào thì nó có cái vận nghiệp của cõi đó. Và đã là nghiệp vận. Thấy không? Mình nói cái vận nghiệp cơ, mình nói cho mình theo đạo Phật rồi. Chứ còn mình nói là mình sống trong cõi nào phải biết theo cái cách sống của cõi đó. Chấp nhận cũng vậy, không chấp nhận cũng vậy. Qua nước Mỹ rồi, sống ở nước ngoài rồi, thì mình phải chấp nhận là đôi khi con cái bây giờ nó không giống như mình ngày xưa. Đó là mình nói nước Mỹ nha, chứ còn bây giờ nói cho thẳng thừng mà nói cho rõ ra là trong xã hội của đời nay, con nít bây giờ, tuổi trẻ bây giờ nó không bằng như mình ngày xưa là biết gia đình, biết cha mẹ nhiều. Quý vị về Việt Nam quý vị biết, đâu phải nít Việt Nam tốt hết, ngoan hết đâu. Nó cũng có những đứa nó quậy quá trời quá đất vậy. Đã nên đã sống trong cõi của loài người rồi thì phải chịu chung chi phối bởi những cái khổ sở của cõi người. Thế thôi. Còn cái chuyện mình nói là nghiệp quá khứ, nghiệp này, nghiệp kia là mình nói để có một phần nhắc nhở mình, thăng tiến mình, có sự chuyển hóa. Thôi, đời này khổ quá, ráng tu tập. Mình khổ rồi đừng có gieo rắc cái khổ cho ai nữa, mình thấm thía quá rồi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói mình bị thấm thía của cái sự vu oan, người ta vu oan mình khổ lắm. Thì thôi bây giờ mình đừng có vu oan ai hết. Tại vì mình đã bị cái khổ, bị vu oan, thì mình sẽ biết rằng người khác bị vu oan cũng khổ như vậy. Cho nên chấm dứt, mình đang chịu cái xui xẻo là bị người ta vu oan, thì
thì mình cũng không ham gì đi gây cái sự xui xẻo của vu oan đó cho một người khác, tức là chúng ta không có gieo. Còn thường thường đó, mình nói cho người Việt Nam là mình mà không được á, mình quậy cho nó tiêu luôn. Tức là mình mà bị xui rồi thì mọi người phải xui theo. Pháp Hòa có gặp một cái cách đây 2 tuần, thì Pháp Hòa có gặp 2 anh em bất hòa với nhau, và dẫn lên chùa, 2 anh em ngồi chia sẻ nói với Pháp Hòa. Thì 2 anh em sanh đẻ ở đây, lớn lên ở đây, cho nên rồi sống rất là mỹ. Mặc dù có thương nghĩ về nhau, nhưng mà đa số gặp nhau làm khổ cho nhau. Thì khi những gì Pháp Hòa nói thì người anh gật đầu đồng ý, rồi nói tôi đang làm. Thì người em mới nói trong câu, nói tôi nói thiệt với thầy là anh của tôi từ xưa tới giờ, từ nhỏ tới lớn, ảnh sống theo một cách là ảnh mà không vui rồi, ảnh không muốn ai vui, ảnh sẽ làm cho mọi người không vui theo. Thì cái đó cũng là một cái cách sống của người ta. Và mình tìm cách mình chuyển đổi thôi, chứ còn đó là cái cách sống của phần lớn của những con người phàm tục. Mà sở dĩ ngày nay chúng ta có thăng tiến bộ một chút xíu lên, vì chúng ta nhận ra những cái lẽ thật, những cái đau khổ, để chúng ta tự chuyển hóa bản thân mình, hầu mang cái niềm vui, cái hạnh phúc cho những người xung quanh mình theo khả năng của mình. Chứ còn phần nếu mình không có tu tập, không có nhận biết, không có ý thức gì là mình sống y chang như là cái kiểu mà người ta đánh mình cái mình đánh lại. Nó là bài tập. Có một vị nói rằng ai tịnh độ phỉ báng, ai phỉ báng tịnh độ sẽ bị đọa địa ngục. Chữ tịnh độ á, mình đừng có nghĩ rằng mình phải nói chung là tất cả những cái điều lành, điều lẽ thật nào mà ai không chấp nhận thì thường thường hễ ta không làm lành thì ta làm gì? Làm dữ, thì ai dữ thì đi địa ngục. Mà chữ địa ngục là gì? Địa ngục không phải dưới lòng đất, phải đợi chết mới đi lòng đất. Địa ngục là khi nào trong lòng mình dày đặt một sự cố chấp tối tâm, dày chặt không cởi mở được là địa ngục. Bởi vì chữ địa nghĩa là dày, chữ ngục nghĩa là tối tâm. Dày đặt sự tối tâm của hiểu biết là địa ngục. Dày đặt của sự khổ đau buồn phiền là địa ngục. Pháp Hòa nói ví dụ có những người họ rất là cố chấp. Mà quý vị thấy những người cố chấp họ sống thoải mái không? Không có thoải mái. Những người mà cố chấp là mình thấy mình thương cho họ, tại vì họ sống mà không có cởi mở, không biết lắng nghe, và chỉ một bề cố chấp theo cái hiểu của mình. Thôi đừng nói ai nói họ nghe, mà mình chính bản thân họ, họ chưa hề chấp nhận được cái gì của những người thân thương của họ. Thì người như vậy bạn cũng không có, cái gì cũng không có hết, thì mình khổ thôi. Đó, đâu cần đi đâu có địa ngục đâu. Địa ngục ngay trong cái giây phút mà chúng ta ôm một khối khổ đau tối tâm dày đặc vậy. Trên cái chữ phỉ báng, ví dụ bây giờ ta chê tịnh độ, ta nói tịnh độ thế này thế kia, không có sao hết. Vì tịnh độ là tịnh độ, ai có chửi tịnh độ kiểu nào, tịnh độ vẫn là tịnh độ, lo chi. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Phật là bậc giác ngộ, bây giờ ta có dùng vô số lời ta chửi Phật thì Phật vẫn là Phật à. Pháp Hòa nói ví dụ ha, giờ quý vị gặp một cái cô đó, trời ơi lúc này chị đẹp ghê vậy đó, người đó cũng đẹp thêm chút nào đâu. Nhưng bây giờ cái người đó đã đẹp rồi mà quý vị nói trời ơi nó xấu đau, xấu đớn, người đó cũng chẳng xấu thêm đâu. Có phải không? Cho nên cái vấn đề là chúng ta có nhận ra tịnh độ và sống với tịnh độ. Còn cái chuyện mà ta khen chê tịnh độ đừng có lo. Ta có chê thì tịnh độ vẫn là tịnh độ. Quý vị nhớ cái bài hồi nãy bài hát quý vị nghe không? Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, chẳng màng khen chê vì tin nơi quả nhân. Quả nhân là nhân quả. Lòng vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu,
Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn này. Vì cà sa nghĩa là gì? Cà sa nghĩa là nhẫn nhịn. Cà sa nghĩa là nhẫn nhục. Cà sa nghĩa là giải thoát. Cho nên cái màu áo của quý thầy mặc đó là màu nâu hoặc là màu vàng. Màu nâu cũng tượng trưng cho đất, màu vàng cũng tượng trưng cho đất. Người ta đổ nước sạch xuống, đất vẫn nhận. Người ta đổ nước dơ, đất vẫn nhận. Đất không có kỳ thị nước sạch hay nước dơ. Mình tu hành cũng thế. Mình là mình, chứ mình không vì là cái gì đó mà người ta khen rồi mình theo cái khen người ta. Như vậy thì mình chưa thật tỉnh độ. Độ là quốc độ nơi chốn, tịnh là bình an vắng lặng. Cái nơi chốn cõi lòng của anh có bình an vắng lặng rồi thì ai phỉ báng cũng có mắc mớ gì đâu. Tịnh độ là tịnh độ thôi. Thật là thật, không có do thật. Bây giờ cái miếng đó là miếng vàng mà người ta có kêu miếng gì đi nữa thì nó vẫn là miếng vàng. Người ta bỏ xuống lửa, người ta nấu nó chảy ra thì cái chất vàng nó vẫn không thay đổi, chẳng qua nó biến tướng thôi. Ta đổ nó vô khuôn tròn nó ra tròn, mà ta đổ nó và dài nó dài, ta đổ thành thẻ kêu vàng thẻ, ta đổ thành miếng kêu vàng miếng, nhưng mà thực chất vàng không thay đổi. Bây giờ người ta có kêu cái miếng gì đi nữa không ăn thua. Tịnh độ là vậy. Cho nên mình sống được với tịnh độ, đừng lo ai phỉ báng tịnh độ. Còn thí dụ bây giờ người ta chê tịnh độ hay là ta phỉ báng tịnh độ, thì nói ví dụ tịnh độ này không phải ý Pháp Hòa, không phải nó là cái pháp môn nè, không phải pháp môn niệm Phật gì hết trơn. Người tịnh độ là một cõi lành, cõi an vui. Ai không chấp nhận an vui thì dĩ nhiên phải chấp nhận cái khổ. Cho nên tịnh độ nãy giờ Hòa nói đây không phải là một pháp môn gì hết, danh từ chung. Tịnh độ là khi cõi lòng mình tịnh. Chữ độ là quốc độ, là cõi giới. Cái cõi tâm mà mình tịnh không, thì xung quanh mình tịnh hết. Còn mình mà buồn coi, trời ơi, có chỗ nào thành tịnh độ đâu. Tại vì trong lòng mình mà buồn rồi thì công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Tại lúc đó mình đâu có vui. Mình mà không vui rồi thì công viên nó cũng không vui, tượng đá nó cũng không vui. Công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Còn mình vui rồi, chỗ nào mình ngồi cũng vui. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cõi nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Mình ngồi thiền ở trong cái an lạc của mình là như vậy. Cho nên quý vị đừng có ngại. Ai mà có chê mình cái gì đi nữa thì mình vẫn là mình. Con nghe nói là trì tụng chú Đại Bi và chú Vãng Sanh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay bị khùng. Xin thầy từ bi giải thích cho con. Thôi thì bây giờ nói vậy nè, nói thầy Pháp Hòa và các thầy khác cũng tụng Đại Bi và chú Vãng Sanh từ nhỏ, khùng cỡ mấy thầy là khùng cái cỡ nào mà cái gì? Quý vị muốn khùng cỡ quý thầy không? Muốn khùng cỡ này không? Muốn thì cứ tụng tiếp đi. Quý thầy ta cũng tu từ nhỏ tới lớn, ta cũng tụng Đại Bi chú Vãng Sanh từ nhỏ tới lớn. Thấy không? Thì nếu tẩu quả nhập ma mà khùng là cỡ này rồi thôi tết. Khùng gì nữa, nó đừng lo. Được không? Khùng kiểu này cũng nên khùng. Ai mà nói mình khùng đó nha. Ai mà nói mày đồ khùng. Tôi khùng mà biết dắt mùng chảy chiếu. Khùng mà biết hủ tiếu muốn riêu. Rồi cuối cùng nói khùng, khùng mà biết yêu. Được rồi, khùng nhiêu nó đủ rồi. Khùng mà có tình thương. Khùng mà biết ăn văn mùng chảy chiếu. Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Khùng mà biết yêu đủ rồi. Mình lo chi nữa. Câu hỏi kế.
Nếu người đang có công ăn việc làm mà cứ trì chú đại bi thì sẽ không muốn làm ăn gì nữa mà chỉ muốn đi tu. Thưa thầy, như vậy có đúng không? Khi tụng chú đại bi có cần bắt ấn không? Xin thưa đại chúng, không có cái việc gì mà gọi là tụng cái này rồi bị cái khác. Thường thường á, mình học Phật mà mình học không có hiểu thấu đó, đôi khi mình hay bị người ta nói những cái điều mà chúng ta nghe nó kỳ kỳ, hoặc là chính bản thân mình tự nhiên cái mình phát minh ra. Hôm qua ở chùa gì Tịnh Độ Phổ Đà Sơn có một bác nó hỏi gì chứ tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời nghĩa là sao. Thì Pháp Hòa mới nhớ câu này nó cũng na ná. Mình đôi khi mình thông minh đột xuất. Thông minh đột xuất cho là mình thông minh được cái mình phát, mình nói theo cái kiểu của mình vậy đó. Tụng chú đại bi để làm gì? Khi cái tâm mình nó tán loạn thì thường thường chúng ta hay tìm một bài kinh, một bài chú để chúng ta tụng. Bởi vì chúng ta tụng, chúng ta chú tâm vào đó thì cái sự tán loạn của mình nó giảm đi. Chúng ta đưa cái loạn tưởng của mình trở về một chỗ cho nó an tịnh thế thôi. Vì con người mình sống là không bao giờ dừng nghĩ cái tư tưởng của mình. Nhưng mà thay vì bây giờ mình cứ vọng tưởng, thì giờ các ngài đưa mình trở về cũng tưởng nhưng mà một thôi, và đổi chữ lại là chánh niệm. Cho nên tu thiệt không khác tu tịnh không khác tu mật, tu cái nào nó cũng giống nhau à, chẳng qua là công thức nó khác thôi. Người loạn tâm lấy câu niệm Phật làm chuẩn, người loạn tâm tìm một bài chú làm chuẩn, người loạn tâm trở về hơi thở làm chuẩn. Tu thiền, tu mật, tu tịnh cũng chỉ một mục đích là định cái tâm, có thế thôi. Như vậy thì không nhất thiết phải là chú đại bi, bất cứ một câu niệm Phật, câu Bồ Tát, cái câu kinh, câu chú nào mình thường tụng để tâm mình định tĩnh là gì? Là thành tựu ta bà ha. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa tụng chắp tay lại, Pháp Hòa không thuộc một bài chú đại bi, nhưng mà mở ra dò theo. Và chính khi mình chú tâm mình dò theo thì mình không còn lo nghĩ quên hết trơn, bây giờ mình lo chạy theo đây nè, thì cái tâm mình nó tịnh lại. Rồi cuối cùng đọc một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, hay bốn lần, sau một thời kinh đó rồi thì nãy giờ như những cái lo lắng loạn động gì của mình lắng hết trơn. Cái cuối cùng ta bà ha, ta bà ha là thành tựu, ta bà ha là cát tường, ta bà ha là tức tai. Cho nên khi mình tụng một cái bài kinh, bài chú nào nó đều có công năng như vậy. Còn thí dụ bây giờ mình tụng mà không muốn làm ăn gì nữa mà chỉ muốn đi tu, bộ đi tu chứ ngồi không phải làm có ăn nè, đâu có đâu. Trời ơi, Pháp Hòa muốn có hai bữa cơm là phải giảng tới ba buổi đó nha, đâu phải là không làm ăn. Có làm mới có ăn. Đừng có tưởng đi tu không làm, ngồi chơi xe nước nè, không có chuyện đó đâu. Tu cũng làm, sống ngoài đời cũng làm. Vì cõi này là cái cõi mình sinh lọt vô trong này rồi á, lọt vô trong cái cõi con người này là có làm mới có ăn. Tu hành cũng vậy thôi, đừng nghĩ mà tu không làm. Quý vị đừng có nghĩ là tu ở trong chùa thì cứ gõ mõ tụng kinh từ sáng tới chiều nữa là Phật cho mình ăn cơm đâu, có đâu. Phải làm. Chùa là cái nhà chứ gì đâu mà nhà to, nhà bự, nhà công cộng, cho nên ta tới rồi ta bỏ luôn tu mình phải dọn chứ. Chứ đâu phải chuyện thường đâu. Nhà mình á, mời thì khách mới tới, còn chùa thì sao, anytime, tới lúc nào cũng được. Phải làm. Nhờ đây cái ý câu hỏi này là người ta thường nói người mà tụng kinh tu hành về cái thời gian yếm thế bi quan
không có lo làm gì trong cuộc sống, tối ngày cứ lo tu. Không phải đâu, đừng nghĩ như vậy. Mà nếu mà có tu là tu như thế này nè, mình tụng kinh thời gian cái tâm mình nó định tĩnh rồi đó, thì mỗi việc làm của mình nó có cân nhắc hơn, nó có chánh niệm hơn, mỗi lời nói của mình nó có cái sự sáng suốt hơn, có sự cân nhắc hơn, thế thôi. Đó là tu đó. Cho nên nó lợi chứ làm sao không lợi được. Cho nên đừng có nghĩ là người tụng chú đại bi là bi quan yếu thế, mà thậm chí tụng kinh. Nhưng mà nếu mà mình, nếu mà người đó mà buông bỏ hết là tại cái người đó chứ không phải tại bài chú. Còn nếu mà nói liều nữa thì sao, trời, người ta muốn tu cho ta cũng muốn làm gì đâu cho. Muốn tu thôi mà. Nhưng mà thật sự không phải, không phải cái bài chú đại bi đó nó làm cho mình bị bi quan yếm thế, không muốn tu, không muốn làm gì nữa, chỉ muốn đi tu, không phải vậy đâu. Cho nên Pháp Hòa mới nói là cái sự tu hành của mình nó không rời cái đời, xa cái đời mà đi tìm đạo là nó trật rồi. Còn ví dụ người nào mà sống trong đời mà không có biết ứng dụng đời đạo cho nó cân bằng, là lỗi của cái người đó chứ không phải lỗi của đạo. Cho nên làm gì làm quý vị cũng phải sống cho nó vui bình. Quý vị hiểu ý mà nói nha. Con của con đã qua đời làm giáp năm vào tháng 11 2011. Đến tối ngày 7 tháng 11, con tôi có về nhập vô con gái út, nói là nó đã đi rồi và đã thành thần rồi. Và bây giờ mỗi ngày con trì tụng kinh gì cho con của con? Một cái người thân của mình khi đã mất thì dĩ nhiên là người ta sẽ đi theo cái định nghiệp, cái tội, cái nghiệp mà người ta đã làm khi còn sanh tiền. Chúng ta là những người còn ở lại, hướng tâm về cái người mất đó, tụng kinh, trì chú, niệm Phật gì đó hồi hướng cho người đó. Không phải mình tụng mà người đó được siêu, mà do mình tụng kinh, tức là mình đem cái lời của Phật dạy, mình khuyên nhắc người đó để người đó tự phát tâm mà cầu vãng sanh. Cho nên kinh Địa Tạng nói rất rõ, trong 7 phần công đức người chết hưởng 1 phần, nhưng mà 1 phần đó người đó phải có phước hưởng nữa chứ không phải dễ hưởng đâu. Như vậy nó rõ ràng, nó đòi hỏi cả hai bên phải tu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ Pháp Hòa có một sâu chuỗi của Hòa lành từ nhỏ tới lớn, thì Pháp Hòa gặp một vị nào đó Hòa tặng, thì đối với quý vị biết tu hành, biết niệm Phật, thì quý vị quý sâu chuỗi đó không? Quý. Nhưng mà đưa cho một cái người mà không biết cái gì, họ không ham thích, thì họ có quý không? Không. Vì sao? Họ không có cùng cái tần số đó, cho nên có sâu chuỗi 100 năm đưa cho họ cũng dùng mất. Như vậy thì cái phước mình cho người ta chưa chắc người ta hưởng được, nếu người đó không có cái phước hưởng cái đó. Cho nên hiện đời này á, mình muốn mai mốt bạn đạo trợ niệm cho mình để vãng sanh á, đã nói là trợ niệm có nghĩa là trợ thôi, chứ cái chính vẫn là mình. Cho nên mình phải tự tâm mình tu để mình đủ khả năng mình tiếp nhận cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, người mình có bệnh thì mình mới có thể tiếp xúc được cái viên thuốc, uống nó mới cảm thấy hết bệnh. Còn người không bệnh mà uống viên thuốc vô cũng như không, họ đâu có affect cái bệnh của họ đâu. Con chú và Phật tử mà mới xuống hồi trưa thứ sáu, chú ra phi trường chú đón Pháp Hòa. Đón xong cái chở về nhà kia, chú nói trời mấy ngày nay dở tay không lên. Phong Hòa mới nói chắc chú bị trúng gió. Phong Hòa kéo lại, Phong Hòa cạo gió cho chú. Mà thiệt sự cạo ra nó bầm đen hết cái cánh tay chỗ chú bị trúng gió. Cái người mà bị trúng gió mình cạo gió nó mới ra.
người bị bệnh mình cạo vô, cạo xong chú dở lên chú nói chờ bây giờ nó nhẹ ghê. Thì quý vị mới thấy Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, trong 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần. Vì vậy ta khuyên những người còn sống trong phàm trần phải ráng tu tạo để hưởng được 1 phần phước đó, chứ đâu phải chịu thương. Cho nên ở đây á, xin thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ là ô tụng cho người chết là vấn đề mê tín gì đó. Không, không có mê tín gì hết. Mình tụng cái lời kinh đó đó, cái người sống là hưởng được 6 phần rồi. Cái người sống họ nhờ, họ vì cái người mất này nè, họ mới tụng kinh, hoặc họ mới nghe kinh, hoặc mới giữ lời kinh. Họ nghe, họ thấm thía cuộc đời, họ lợi lạc liền trong đời này của họ. Cho nên có phải là họ lợi 6 phần không? Không có thân nhân mất đời nào không vô chùa. Nhờ có thân nhân mất đó mới vô chùa. Không có thích đâu, nhưng mà tại vì bây giờ lỡ ông già tôi mất, tôi phải quỳ tôi lại. Quỳ nghe ông thầy ông lải nhải ở trên, mà sao hổ nói sao ông hay tắt. Trúng quá. Ý thức được, dù chưa có tu nhiều nhưng mà tự nhiên cũng ý thức được một chút gì của cuộc đời này. Rồi người đó bắt đầu trở lên, làm ra một cuộc sống mình nó khá hơn. Hồi sáng có một anh Phật tử, anh gặp Pháp Hòa: con cảm ơn thầy, những cái băng giảng của thầy trong mấy tháng qua đã giúp cho con giảm stress rất là nhiều. Như vậy thì cái lời, những cái lời nói đó, những cái băng giảng đó là một phương thuốc. Thì quý vị mới thấy mình tụng cho người mất, mình nói là mình vì người mất mình tụng, nhưng mà thật sự người mất lợi 1 phần chứ người còn sống lợi tới 6 phần. Họ đâu có chịu ăn chay đâu, nhưng mà nhờ người thân mất vô chùa cúng họ phải ăn chay, có ăn chay được ngày. Mà đâu phải một mình họ đâu, cả nhà 5-6 người luôn, 5-6 miệng ăn được ăn chay. Có bao giờ chịu tụng thời kinh đâu mà vì ông già mất mới vô chùa ngồi được 7 cái thân, tu được 7 bữa. Thôi mà nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, độ tử cũng là độ sanh. Độ tử là vì người mất mà độ, nhưng mà thật sự trong khi độ người mất thì mình cũng độ luôn cả người sống. Họ sống mà họ có bình an trong nội tâm là họ đã cầu an. Phiền não họ gột rửa bớt đi, họ là cầu siêu. An là gì? An cái thân tâm, siêu cái phiền não. Đó, cầu an cầu siêu nghĩa vậy đó. Đừng có lo, cầu an cũng là cầu siêu, mà cầu siêu cũng là cầu an. Quý vị gửi tờ giấy lên đây nhờ thầy cầu an, lỡ thầy tụng cầu siêu đừng có buồn. Gửi giấy lên nhờ thầy tụng cầu an mà thầy tụng trật cái tên mình qua danh sách cầu siêu, mình là ngồi ở dưới mình bất an. Cầu an mà ngồi ở dưới không an, không an rồi giận chùa không đi luôn là hết siêu luôn. An cái gì? An cái thân tâm, siêu cái phiền não. Người nào mà siêu phiền não kêu cầu siêu. Chứ đừng có sợ cầu siêu. Cầu siêu có gì sợ? Thí dụ lỡ mà ai gặp mình đó, tôi cầu cho chị siêu thoát, đừng giận người ta. Mà thật sự đâu ai chúc vậy đâu. Đừng lo. Nhưng mà lỡ người ta có nói lầm, nói lộn vậy đó, không? Cũng không có gì buồn. Ồ, tôi cảm ơn chị, chị chúc cho tôi siêu cái phiền não. Cho nên cái chữ cầu an, cầu siêu là mình định, mình phân ra để cho nó có cái lễ nghi. Gọi là cầu an là cầu người sống, cầu siêu, cầu người chết. Chứ thật sự cái nghĩa chân thật của hai chữ đó là vậy đó. An cái thân tâm, siêu cái phiền não. Vậy thì trong chúng ta ai không mong muốn mình thân tâm được an lạc, phiền não được tiêu trừ, ngày nào mình cũng tụng đó. Tụng kinh xong phục nguyện đó, nhớ không? Trời ơi, thôi mình lên mình phục nguyện mà thôi, nghe có âm có điệu có dần lắm. Nguyện Phật hộ trì âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh kẻ thác siêu sanh. Thứ nhất, con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên kẻ thác siêu lên, người còn mạnh giỏi. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ phước thọ dinh ba tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật.
Thứ ba, phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Khôn vậy, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Hưởng lộc trời là an, mà thác về cõi Phật là siêu. Bây giờ ta có lỡ đọc mình siêu trước thì mai mốt khỏi siêu nhé. Siêu sớm khỏi siêu muộn, nói gì. Cho nên trở lại vấn đề, vị nào có người thân mất, quý vị tụng kinh đi, tụng cầu Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh gì cũng được đó. Đem cái lời kinh đó để khuyến hóa cái tâm thức của người mất, để họ chấp nhận buông bỏ ở đây. Đến đây sống cõi này, bỏ cái cõi này đi cõi khác, không có vướng vấp, không có bận biểu. Siêu cái sự buông bỏ của mình, con người mình chấp dữ lắm. Quý vị có nhớ trong kinh kể có một vị thầy, người ta cúng cho thầy cái y mới mà thầy chưa kịp tắt, thầy chết mà thầy tiếc cái y đó. Tiếc cái y rồi biết sao mà để mình trở lại, để mình được ở trong cái y. Cho nên rồi ngài mới thành con đẹp, nằm ở trong cái bần bà. Quý vị biết cái bần bà không? Cái bần bà là cái lá y của quý thầy, nó có cái miếng cột giải ngay đây nè, rồi nó có hai cái miếng vải nhỏ nhỏ nhỏ, cái miếng nó kia là miếng bần bà. Nguyên do là thời Phật ấy, khi mà Phật may đó, các đệ tử mới lấy giải vụn rồi may cho Phật. Thì có cái bà già nghèo đó, bà nghe đại chúng đang gom vải để may cho Phật, thì bà có miếng vải của bà đó, bà đem tới thì trễ rồi, y may xong hết rồi thì các thầy không có nhận. Các thầy đã may y rồi nhưng mà Phật không có cho. Phật nó cứ nhận đi, đắp thêm vô cái chỗ, đắp thêm chồng lên, và gọi cái miếng vải đó là miếng vải của bà già nghèo. Bần bà, bần là nghèo, miếng vải của bần bà là miếng vải của bà nhà nghèo. Từ đó quý thầy bây giờ mai y cũng phải giữ cái lệ đó, phải mai thêm miếng ngay chỗ này, đắp chồng lên để kỷ niệm cái bà già nghèo đó. Cái miếng bần bà. Còn ai cho nguyên y kêu phú bà. Dạ em muốn làm phú bà. Thì quý vị tụng cho cái người đó, người ta chấp nhận là buông bỏ. Cái gì cũng không, con cũng không, vợ cũng không, quỳnh tiền thượng lộ bất tương phùng. Sống ở trong cõi quỳnh tiền mà gặp nhau còn chưa nhìn nhau. Xin thầy giải thích cho con hiểu thêm câu hỏi như sau. Theo con được biết, trong Tam Tạng Pháp Bảo Nikaya, Phật có nói một tứ niệm xứ là con đường độc nhất để đạt được đạo quả giải thoát. Vậy niệm Nam Mô Di Đà Phật phải chăng cũng là một chi trong tứ niệm xứ ấy? Kính xin thầy giải thêm về thiền tứ niệm xứ đó. Phương pháp nào hành theo thì sẽ đạt kết quả mau hơn? Chàng ký tên một tín nữ ở Tampa. Kính thưa đại chúng, tứ niệm xứ là một phương pháp thiền định. Chữ niệm có nghĩa là nhớ niệm. Chữ xứ có nghĩa là nơi chốn. Bốn cái phạm trù mình nên trụ vào trong, mình nên để tâm mình vào: thân, thọ, tâm, pháp, bốn thứ. Thí dụ tay mình tiếp xúc với cái ly, cầm lên, thấy không? Cầm ly, biết mình đang cầm cái ly. Niệm thân trên thân. Uống nước, nước lạnh, nước nóng, biết mình thọ đó. Thọ tức là mình cảm nhận, mình cảm thọ cái nước này nóng lạnh, mình biết. Quý vị hiểu ý không? Ủa sao tính thân vậy?
nó Hòa đang ví dụ cho mà có hiểu không? Thân là mình xúc chạm, mình biết mình đang cầm cái ly. Thọ là mình uống miếng nước nắm nóng lạnh, mình biết là mình cảm nhận. Thọ đây là thọ nhận, thọ đây là cảm nhận, cảm thọ, biết. Còn tâm của mình hàng ngày nó sống, nó vận hành vui buồn tức giận gì mình biết từng ly từng tí, mình đi theo dõi cái tâm thôi. Rồi mỗi ngày cái tâm mình nó hành khởi sự phân biệt như thế nào mình biết rất là rõ. Cho nên nó tứ niệm xứ là gì? Để cái tâm mình vào trong bốn, mình luôn luôn niệm nhớ bốn thứ trên thân thể là thân, thọ, tâm, pháp. Tâm khởi, ví dụ bây giờ cái mình đang giận, bạn mình nói chị giận tôi không, tôi đâu có giận, mình không nhận mình giận, mà thiệt sự là mình đang giận cái người đó, mình đang tức. Thường thường ít khi nào mình chấp nhận mình giận đó. Họ có buồn chứ không, mắc gì buồn, nhưng mà thật sự buồn. Cho nên mình phải rõ cái tâm. Cho nên thường thường á, người thầy mà muốn để ý người đệ tử sao phải theo dõi cái hành động, cái lời ăn tiếng nói của người đệ tử đó, ta biết cái tâm người đệ tử đi tới đâu. Cho nên nó tứ niệm xứ là một pháp tu thiền để luôn luôn mình quán, tức là mình để tâm mình đi, biết mình đang đi, ngồi biết mình ngồi, đứng biết mình đứng, nói biết mình nói, cảm nhận cái gì nóng lạnh sao cảm nhận ra, tâm mình nó hành khởi sân si tức tối gì biết hết. Rồi mình đang có những khởi tâm phân biệt cái này xấu tốt gì rõ nhìn mình. Thì cái người mà hàng ngày sống bằng cách là luôn luôn nhìn vào cái thân tâm của mình để mình kiểm soát và không để cho nó đi xa với chánh đạo, thì cái đó gọi là tu thiền tứ niệm xứ. Đây là Pháp Hòa nói gắn gọn thôi đó. Chứ còn quý vị muốn học tứ niệm xứ này là thôi, học hoài học hết mà phải đi vào, đi về những vị thầy mà chuyên về cái này sẽ giải kỹ lắm. Ở đây là Pháp Hòa chỉ nói sơ lược để cho mình nắm đại ý. Rồi cái câu này mới hỏi nè: Nam Mô Di Đà Phật phải chăng là một chi trong tứ niệm xứ? Thì cái chữ Nam Mô Di Đà Phật nó cũng không có khác cái này, có điều là cái cách nó khác thôi. Bây giờ hàng ngày mình phải kiểm, thí dụ bên mình, quý vị mà ta đi ha, bên Nam Tông ta đi, ta dở bước chân ta biết dở, bước đạp dở ta biết dở, đạp tới ta biết đạp, bước ta biết bước. Còn mình bây giờ á, Nam là nghe rõ Nam, Mô là rõ Mô, A là rõ A, Di là rõ Di, chữ nào biết chữ đó, và không để thân tâm mình chạy đâu hết, trở về một câu niệm Phật đó, thì câu niệm Phật cũng là một niệm của mình. Niệm xứ của người chánh niệm là A Di Đà Phật, còn niệm xứ của người hành thiền đó là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Thế thôi. Mình là A Di Đà Phật, bên này là thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, vô lượng pháp môn tu, nhưng mà rồi cũng gặp nhau ở một chỗ thôi. Cho nên Đức Phật nói lời dạy của Phật là sông, ngồi, ao, rạch, suối, khe, đổ ra một biển, nó cùng một vị, đó là vị mặn. Cho mình mà có nghe, mình có tu thì kiểu nào nữa, ra về cái biển cả đó rồi là biển cả của giải thoát. Phật dạy mình cách nào rồi cũng cuối cùng Đức Phật cũng muốn cho tâm hồn của mình cởi mở đi những cái não phiền của kiếp sống. Tưởng sao chán chê cuộc đời quá trời, bỏ cuộc đời chạy vô chùa tu, học được mớ Phật Pháp rồi bắt đầu chấp Phật Pháp, rốt cuộc bỏ cái đời mà chấp cái gì? Chấp cái đạo. Cũng vậy thôi. Cho nên tân khổ đau đầu, rồi tân khổ bôn ba, vất vả cũng bôn ba, tu hồi rồi cũng lần quần vậy đó. Đồng gì đồng bạc, bạc gì bạc tai, tai gì tai son, son gì đó, thấy không?
cũng giống như ta hỏi lúa gì lúa ngô cô gì cô đậu nành anh dưa chuột ruột dưa gan hàng dưa hấu cậu lúa ngô cô đậu nành anh dưa chuột ruột dưa gan tu hoài cho nên cái người hút thuốc hay là nghiện thuốc bây giờ phải mượn miếng xin găm nhai để bỏ thuốc nhưng mà rốt cuộc hết nghiện thuốc cái nghiện găm. Kiểu của mình là vậy. Hồi xưa mình đâu biết trời trăng gì đâu, trời mình vô trường dễ thương lắm, ai nói sao mình cũng nghe vậy hả chị, trời em đâu biết đâu, cảm ơn chị chỉ em nghe, cái gì mình cũng dễ thương. Tao hồi biết chút chút rồi bắt đầu nghe, hồi đó nó không dày mà giờ nó dày lạ vậy đó, hồi chưa tu nó không dày nè, mà đáng lý là càng tu nó phải càng vầy chứ tại sao càng tu nó không vầy. Cho nên đó, mình tu càng lâu càng cao càng nhiều thì bản ngã con người mình phải nhỏ như chiếc máy bay, bay càng cao thì nó phải càng nhỏ, máy bay bay càng cao thì cái ngã mình càng, cái chiếc máy bay mình phải nó càng nhỏ, con người mình cũng thế. Tu càng lâu là Phật tử càng lâu biết kinh kệ càng nhiều thì cái cao ngạo ngã mạn của mình nó càng nhỏ xuống. Cho nên gặp ai cái việc làm đầu tiên nhất là chắp tay A Di Đà Phật hay là mô Phật hay là chào anh chào chị chào bác chào con, cứ chào trước thì không có lỗ lạ tay người ta là đâu sợ. Tu ở ngay cái chỗ đó, thành tựu được cái con đường của mình đi hay không là ngay chỗ. Cho nên tâm mình mà khởi lên cái gì mình biết à, tôi vậy mà biết tôi chào nó trước à, vậy là tâm của mình cao cho biết liền, quán tâm trở lại tâm mình là nó đang ở một cái trạng thái lưng lửng hơi bắt đầu sắp lên, thấy ai làm cái gì đó mà máu mình nó lên tới đây rồi thọ cảm thọ liền, máu lên tới rồi hạ xuống thân thọ tâm phật tu thiền. Vậy có nhiều phật tử hỏi thầy thầy này có cao máu không? Nó bảo nó dạ máu lúc nào cũng cao, chọc tới nó trào. Việt Nam mình giận mới giận trào máu chứ đâu ai nói giận cao máu đâu. Máu người nào cũng cao, giận quá nó trào. Cho nên xin thưa là cái vấn đề niệm Phật hay là hành thiền không có khác, có điều cách khác. Ví dụ bây giờ quý vị không có chuỗi phải không, mà quý vị không ngồi lâu được, quý vị ngồi lâu nó tê chân, mà quý vị tê chân đau lưng thì quý vị không có tịnh tâm được. Quý vị đi thiền, đi trong tiếng niệm Phật nè, A Di bước một bước, Đà Phật bước một bước, đâu có ai bắt mình ngồi. A Di Đà Phật, đó là thiền hành, hành thiền, nhưng mà hành thiền cổ tâm bằng câu niệm Phật. Mình dẫn ta người tu thiền, nhưng mà tu thiền trong khi niệm Phật, thiền tịnh sống tu. Đau lưng đau chân ngồi lâu không được, lầu ngôi tăng kẻ khiếu chợ, ngồi lâu tê cẳng khó chịu, đứng dậy mình đi, mình đi A Di Đà Phật. Quý hiểu ý mà nói ha. Kính thưa Thầy Pháp Hòa, đây có lẽ là một câu hỏi ngoài đề tài ngày hôm nay. Sắp tới đây có tin đồn là ngày 21 tháng 12 2012 theo lịch của người Maya cho biết là trái đất sẽ trùng vào đường thẳng nên sẽ tối thui. Thôi luôn á, mày quá chưa tới mò, mới tới thôi chưa tới mò. Như vậy sự việc này có xảy ra theo ý của thầy? Nếu có thể được, xin thầy cho biết con đường tu học của thầy và duyên nào đưa thầy đi tu. Là đề tài hấp dẫn.
Kính thưa đại chúng, trong cõi của chúng ta đang sống đây, cái sự tối thui như mực hay sự thiên tai động đất không phải chỉ đợi tới ngày đó mới có, mà nó đang xảy ra trong từng giờ, từng phút của cuộc sống con người của chúng ta. Ai có ngờ tsunami? Ai có ngờ cái chuyện vừa xảy ra ở bên Nhật trong một khoảng thời gian ngắn mà ba thiên tai một lúc như vậy? Đâu có đợi tới tháng 12 này đâu, có phải không? Mà nếu có thì đó cũng là chuyện thường của thế gian. Thành trụ hoại không, đó là bốn tướng của các pháp. Đây nè, cái hoa này nó đang thành phải không? Tức là nó ra hoa, quý vị cắm lên đây đó, quý vị thấy đẹp không? Thành. Rồi nó ở đây một hai ngày thì quý vị gọi là trụ. Trụ tức là nó tạm thời, nó còn tươi vậy này. Nhưng mà trong khoảng thời gian nó ở đây như vậy mà nó đang thay đổi từng chút gọi là dị. Để một ngày nào đó nó thật sự nó quẹo ngắt xuống, nó héo queo, héo quách, mình dung cho một rác kêu diệt. Vậy thì cái tướng hoa này nó có sanh, trụ, dị, diệt. Bản thân con người là sanh, già, bệnh, chết, đâu phải đợi. Còn vô thường, nó có hai thứ vô thường: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Sát na là sao? Là mình thay đổi trong từng giây. Đó là cái giây là của nói chậm, nói nhanh, nói chậm á. Còn cái sát na nó nhanh hơn một giây nữa, cái sát na nó nhanh hơn một giây nữa. Con người mình già, đau, bệnh, chết trong từng sát na. Đó là sát na vô thường. Để rồi một ngày nào đó mình xuôi tay, mình nhắm mắt, mình hít thở, kêu là nhất kỳ vô thường, có nghĩa là chết. Giống như nè, Pháp Hòa nói ví dụ, chúng ta có hai ngày mà bây giờ, có phải là chúng ta đang sát na vô thường không? Đó. Từ sáng rồi bây giờ là 7:10. Vậy thì cái sát na nó đi qua, nó vô thường trong từng khoảnh khắc như vậy. Để rồi ngày mai đúng 6:00 bụp hết. Mà nay nay về, thấy không? Cho nên chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Một đêm nữa thôi là sao rồi. Thầy theo cánh chim về lại với đời. Không. Còn quý vị ở lại đi điểm tâm ba chơi. Không phải đùa như vậy. Để rồi quý vị thấy cái vô thường không phải đợi tới ngày đó, tháng đó, mà vô thường nó xảy ra cho tất cả con người, mọi loài, mọi vật trên cái đất này trong từng khoảnh khắc. Ai chưa từng nghe tới hai chữ động đất, sóng thần đó? Chưa bao giờ nghe chữ sóng thần. Mà trong kiếp sống mới có ba mấy tuổi đây, Pháp Hòa đã nghe được hai lần sóng thần. Một lần tsunami, một lần ở bên Nhật. Cuộc đời mình chưa dám 40 tuổi mà đã nghe hai lần sóng thần. Chính cái nghe là thấy trong cái thời đại của mình hai chữ sóng thần. Còn động đất thì nghe không biết bao nhiêu lần. Quý vị biết không, vừa rồi đó Pháp Hòa ở Nhật, ở Tokyo. Pháp Hòa vừa rời khỏi Tokyo ngày 7 Tây, sáng ngày 8 Tây động đất. Hơn không? Hơn mới có đây nè. Còn ở bển là bây giờ đất tới rồi rồi. Ồ mà nghĩ là cũng đúng ta. Mình hơn ghê. Mình chọn đi ngày 8 tháng 12 qua đây, chứ mình để cận bữa đó mà qua chắc mình ở kẹt ở đây luôn. Tối thui rồi mà không về được. Cũng hơn. Xin thưa quý vị đừng có lo. Cái chữ không lo đây á, không có nghĩa là chúng ta gọi là buông thùa, phải vậy. Lo đó hả, là cái lo triền miên khói lửa. Bộ rồi sống từ nào giờ không lo sao? Không lo ăn, lo mặc, lo tiền, lo bảo hiểm, lo tiền xe, đủ thứ lo sao? Cũng lo vậy. Thì bây giờ cũng cứ lo y chang đi.
đi chợ cứ mua miền gói mua đồ về để có sao đâu, tuần nào cũng lo đi chợ mà, đi chùa mà cũng phải lo, nó lo chạy về đi chợ, có bao giờ mà không lo đâu, đợi chi tới ngày này để lo, phải không? Đừng có lo. Quý vị có nghe chị, có cái người đó rất là lo. Người ta nói đời này có hai cái lo, một là bệnh, hai là khỏe. Nếu bệnh, nếu khỏe thì không có gì để lo, mà lỡ có bệnh, hai cái lo. Một á là hết bệnh, hai là chết. Hết bệnh không có gì để lo, mà lỡ có chết có hai cái lo. Một lên thiên đường, hai xuống địa ngục. Lên thiên đường cũng có gì để lo, mà lỡ xuống địa ngục sẽ gặp rất nhiều bạn bè, và chúng ta sẽ bận bắt tay mỗi người và hết thời giờ để lo. If you go to hell, there's nothing to worry. Because you were very busy to shake your hand, shake your hand's friend, your friend's hand. Không có gì bận để lo. Cho nên nếu mà nói lo đó, mình chưa bao giờ hết lo, phải không? Lo ngày không đủ, tranh thủ lo đêm. Trời ơi, tối nằm xuống, cha, mai ăn gì ta? Cũng là lo. Bây giờ Noel tới rồi, trời ơi, biết mua gì tặng bà đó ta. Bạn bè nhiều quá, mà thậm chí đám cưới cũng lo. Lo mời không đủ, người ta buồn. Cho nên phải mấy tháng trước là phải ghi tên xuống, nhớ người nào ghi xuống người đó. Lỡ mời người ta thiếu, người ta buồn sao? Cũng lo. Vậy thì vui cũng lo, buồn cũng lo, có phải không nè? Cuộc đời này đã lọt vào cái cõi này rồi, muốn cái gì là phải lo cái này. Như vậy thì thôi, cái chuyện năm 2012 ngày gì đó nó cũng sẽ tới. Nếu có, đừng lo, không trông cũng tới, mà trông nó cũng sẽ tới. À, bữa nay là 8 tay rồi. Đông mô gì? Đông mô gì? Xuống tông. Cái quan trọng là mình có chuẩn bị không? Còn cái chuyện mà nó có tới thì nó tới thôi. Còn có mà nói là bộ bây giờ, nếu mà bây giờ không có cái ngày này cái không tu à? Nhờ có cái ngày này hù mình chứ mình tu luôn hơn á. Nếu mà cái ngày này mà nó hù được mình lo tu chứ cũng nên hù. Lo tu đi nghe, sắp tới rồi đó. Nhưng mà nói không lo mà lo. Lo này lo gì? Lo trường kỳ kháng chiến, lo trong cái bình thản của cuộc sống con người. Quý vị thấy không? Tổ chức khóa tu, biểu người ta tu mình cũng lo vậy. Người ta tu mà mình lo ăn cho người ta chứ. Có phải không nè? Người khác tu mà mình lo. Như vậy thì mình có khỏi cái lo đâu. Mình lúc bao giờ mình sống mà không lo. Nhưng mà Phật dạy trong kinh có bốn cái lo. Sợ, lo sợ. Lo thì phải sợ gì? Mình sợ cái gì? Mình sợ quả báo, mình sợ tội lỗi. Cho nên vì mình sợ cái đó, sợ phạm pháp, sợ tội lỗi, sợ quả báo, sợ người thân khổ, sợ mình khổ, sợ người thân khổ, cho nên sống đàng hoàng. Sợ tội, sợ phạm pháp cho nên không làm phạm pháp. Sợ tội lỗi cho mình ở kiếp sau cho nên không dám gieo nhân xấu. Sợ ác quả. Phật cũng dạy, có những cái lo mà nó làm được việc. Ví dụ như sợ bệnh cho nên ráng uống thuốc cho đàng hoàng, ăn uống cho đàng hoàng để hết bệnh. Như vậy thì sợ bệnh cũng là cái tốt. Vì sợ bệnh cho nên lo, giữ thân. Không, còn giờ Pháp Hòa nói quý vị mà lỡ có lo này nữa. Không phải đợi tới ngày này rồi bắt đầu chuyện gì đó. Cái chuyện tu là cái chuyện của mình. Đời vuông, đời vui, đời buồn. Buồn vui chuyển biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn mà lòng ta sao? Vẫn bình thản như vậy. Cái chuyện vui buồn là chuyện bình thường.
Hồi đó có một vị thầy viết cái bài thơ: chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bài thơ có hai chữ khổ vui. Cho nên cái chuyện mà còn Pháp Hòa nói cái chuyện đó, cái trái đất này nó tối tăm nhưng mà cũng còn có ngày tháng à. Cái sợ lòng mình tối tăm triền miên không có ngày tháng đó, cái đó mới sợ. Cái tối tâm là mình chìm đắm trong tham sân si mà ngày này qua ngày nọ mình không tỉnh, cái đó mới lo. Còn cái chuyện mà nó báo trước là ngày đó tháng đó đụng cái nó tới thui rồi, hai ba ngày sau nó sáng lại, có ngày nó sáng lại, chỉ lo. Còn cái chuyện động đất, động đất nó xảy ra ngoài đó, quý vị ở đây có sợ sóng thần không? Không sợ sóng thần mà sợ gì? Sợ bão. Vậy thì cõi giới của chúng ta sống có cõi nào mà gọi là tuyệt đối hoàn toàn an ổn đâu? Không có. Ở xứ Canada có Pháp Hòa là không động đất, không sóng thần, nhưng mà có bão tuyết, có con trốn. Năm 1986 Pháp Hòa mới qua, một con trốn bay ngang thành phố Pháp Hòa, quét hết mấy người Á Đông của mình, mất xác luôn. Vậy thì Đức Phật nói rõ ràng ba cõi không an, có chỗ nào mà nó an hoàn toàn đâu. Không có cái này cũng có cái nọ. Rồi có những xứ mà nó nóng, mà nóng quá cũng chết người. Cái xứ Pháp Hòa là chưa bao giờ nó nóng cực kỳ lên tới cả 100 độ F đâu, mà vừa rồi nó lên 106 độ F. Có mấy ngày thôi mà quý vị biết không, nóng quá mà thiên hạ chịu không nổi, mà ra những cái shop mà mua máy lạnh đó, không còn một shop nào có máy lạnh. Và hai cái máy điện, cái máy cái motor mà chạy tủ lạnh của chùa đó, nó nóng quá nó bể máy luôn đó. Những cái cõi, cái xứ đó là xứ lạnh, mình đâu có nghĩ là nó nóng mà vậy. Mà có những ngày vừa qua đó, của mùa hè vừa rồi, nó nóng có mấy ngày thôi mà chịu không nổi. Thì quý vị cứ tưởng ba cõi không an, cõi nào mà hoàn toàn an đâu. Hiểu được như vậy cho nên chúng ta biết cuộc đời này đối với tất cả các tướng là có sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Đây là thành. Ta lấy đất ta nắng cái nắp này, ta ung ta nấu lên cái nắp kêu là thành, thành cái nắp. Rồi nó trụ trong cái tướng nắp này thời gian nha. Rớt xuống cái bực là hoại, dục vô thùng rác nó thành ra đất là không. Vậy thì tất cả các tướng trên thế gian này là thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt nè, sanh trụ dị diệt nè, thành trụ hoại không. Con người là sanh già bệnh chết. Thôi mình ngừng đi. Somebody very tired. Chúc đại chúng ngủ ngon. See you tomorrow. Dạ. Chưa hết giờ nhưng mà em đã mệt. Bây giờ còn 30 phút nha. Pháp Hòa sẽ, nếu có thể được, xin thầy cho biết con đường tu học của thầy và duyên nào đưa thầy đi tu. Cái này mà không nói thì người ta nói mình giấu, mà nói thì nghe nó chán nhách. Thôi kệ, nói chút đi cho có chuyện hết giờ. Thưa đại chúng, thì thật sự Pháp Hòa cũng có cái duyên gì đưa đẩy qua đi tu hết. Có cái điều là từ nhỏ, từ hồi Pháp Hòa 5 tuổi thôi, thì Pháp Hòa đã rất là thích cái hình Phật, mặc dù chưa biết ông đó là ông Phật, không biết gì hết. Nhưng mà mỗi ngày đi ngang cái trường mẫu giáo đó, thì Pháp Hòa rất là thích dừng lại cái nhà ngang trường, nhìn vô thì thấy có cái hình Phật và rất thích. Chưa hề có biết cái ông đó tên gì,
vì cha mẹ và gia đình chưa ai nói cho mình biết, nhưng mà trong lòng nó cảm nhận là nó thích nhìn cái đó. Mà ngày nào không nhìn là ngày đó không đi học. Và nhiều bữa trễ học mà ba bố bà dẫn vô trường mà không cho nhìn á, lát ra chơi cũng lén làm sao chạy qua cái nhà đó, nhìn qua cái nhà đó. Mà Pháp Hoàng còn nhớ rất là rõ, cái nhà đó thờ rất nhiều tượng Phật, rất nhiều, thậm chí là đường đi là nhỏ nhỏ nhỏ, chứ ông xây cả một căn phòng đó là Phật không. Phật ôm bình bát, Phật đưa tay lên trời, Phật nằm dài, ông tiêu lưỡi dài, ông hộ pháp ra quay về, tất cả những hình ảnh đó Hòa đã thấy hết từ hồi nhỏ, 5 tuổi. Thấy ai thắp nhang, mình cũng lại, mình lượm mấy cái chân nhang, mình xá xá, cắm vô, thấy ta đánh chuông, mình không có cái gì, không có chuông, lấy cục gạch đánh vô cục đèn. Nó kêu vòng vô, vòng. Rồi khi 7 tuổi là đi theo hàng xóm đi chùa. Rồi từ đó là bắt đầu phát tâm ăn chay, không ai biểu. Từ hồi 7 tuổi là phát tâm muốn ăn chay tháng 10 ngày. 7 tuổi. Rồi từ từ ăn chay trường. Xin thầy cho con hình Phật về con thờ. Mà một đứa nhỏ vô chùa mà xin hình Phật ai mà cho, sợ nó bỏ bậy. Nó không, thầy cho con về con thờ. Mà còn ra giá với thầy, con muốn hình Phật Thích Ca, con muốn Phật Di Đà, con muốn Phật Di Lặc, con muốn Đức Quan Âm. Ra giá với thầy 4 tấm. Ông thầy cũng thương cho 4 tấm hình, đem về đưa cho bà thân của bà, bà mẹ của bà. Mẹ đi chợ mua khuôn về để thờ. Quý vị có nhớ cái thời 81, 82, mình ở Việt Nam không có loại khuôn kiếm mà khuôn bằng cái phim hình đó. Không biết quý ai thì có nhớ cái loại khuôn đó, nó rất là nhẹ. Ta lấy mấy cái phim hình cũ á, rồi người ta làm ra cái khuôn, rồi cái miếng plastic mỏng mỏng, trắng trắng để làm cái khuôn. Cái loại khuôn đó là rẻ tiền nhất. Là Pháp Hòa nhớ lúc đó Pháp Hòa, mẹ Pháp Hòa mua cho Hòa được 4 cái khuôn hình để lồng kính 4 cái bức hình đó. Mà hồi nhỏ cái hình Đức Quan Âm mà Pháp Hòa có được đầu tiên là Đức Quan Âm thị kính. Đức Quan Âm mà cầm cái bình nước rồi cái nước nó văng về cái có cái chú nhỏ đứng ở trên nước hầu Đức Quan Âm, nhớ không cái hình đó? Đó là cái hình hồi nhỏ Hòa thờ. Còn hồi nhỏ mà thấy Phật Di Đà mà đứng mà có cái viền hào quang ở xung quanh như lửa vậy đó. Rồi có cái áo mà ngày mặc, rồi cái vải, rồi nó quấn quấn. Nhưng mà hồi đó mình đâu có biết cái áo đâu. Mình nói ông Phật mà có nguyên chùm ngột lòi ra. Bởi vì cái áo rồi cột mà nó thòng thòng. Nhưng mà hồi nhỏ là không biết cái hình đó là Phật Di Đà. Mà cứ nói cái hình có cái ông Phật có cái chùm ngột cũng trời ra. Chờ Pháp Hoàng có rất nhiều những cái kỷ niệm hồi nhỏ mình đến với Đạo. 7 tuổi mà ham tụng kinh, mà nghe cái bác hàng xóm tụng kinh đó, là mình qua mình ra cái điều kiện mình điêu với bác. Bây giờ bác tụng á, từ 6 giờ tới 7 giờ. Rồi 7 giờ con qua con mượn chuông mỏ, con về nhà con tụng. Rồi á, bà thì ở dưới quê đó thì mũi dữ lắm, cho nên Pháp Hòa nhớ bà có cái bàn giống vậy nè. Rồi cái bà mới ngồi bà tụng kinh, bà để chuông mỏ tụng vậy thì mũi nó cắn, cho nên bà mới lấy cái bao cát. Các quý vị nhớ cái bao bố cát ở Việt Nam mình không? Bà chùi cái chân bà vô trong đó để mũi nó không có cắn. Thì Pháp Hòa tưởng đâu á, cái đó là nguyên cái cung lê tụng kinh. Pháp Hòa phải đi kiếm cho được cái bao cát nó về và hình tỏ cái chân vô. Rồi Pháp Hòa cũng ngồi ổn tụng. Rồi Pháp Hòa cứ nghe cái bà hàng xóm ta tụng cái bài Hòa quá 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 quá. Nghe riết mà thuộc cái câu đó mà tới giờ mà vẫn còn nhớ. Hòa quá 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 quá. Nam mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tung. Hồi nhỏ mà nhớ mà tụng cái câu đó. Rồi nghe hàng xóm tụng Quan Thế Âm oai thần lồng lộng, khắp thế gian đều trọng danh ngài. Cái bài Sám Quan Âm đó nghe mà thuộc.
chúng sanh hết thảy ai ai khi nào bệnh tật niệm ngài liền quá. Cái bài sám đó nghe hàng xóm tụng mà thuộc. Rồi cái chú hàng xóm chú thấy mà tội nghiệp quá, đi mua cái mỏ mà trả góp. Không, bà nhớ rất rõ đi mua cái mỏ làm bằng gỗ mít. Mà quý vị biết gỗ cây mít tụng tốt lắm, gõ nó thanh. Đi mua mà không có tiền, mượn người hàng xóm 70 đồng. Bà cho con mượn tiền con mua cái mỏ. Con tụng kinh mỗi sáng con có tiền ăn sáng con trả góp. Hồi nhỏ là biết mượn tiền trả góp. Tụng kinh không có cái chuông. Ông hàng xóm thấy tội nghiệp quá, ông mới làm cho cái chuông. Quý vị biết làm bằng cái gì không? Cái chuông xe đạp. Quý vị nhớ Việt Nam mình cái xe đạp mà bóp cái nó tan tan vậy không? Mà nó hai cái nó chụp chụp vậy nè, màu trắng. Ông tháo cái chuông xe đạp đó ra, cái ông lấy cái cầm xe nó chọt vô nó. Bởi vì cái khánh là thường là mình phải bắt nó ở bên ngoài để mình cầm. Còn cái cánh, cái loại chuông xe đạp là hai cái nó chụp lại rồi ở ngoài nó có cái cây mình bóp bóp để nó rang lên. Cho nên nó đâu có cái gì để chọt nó, mà ở trong nó có cái đồ chọt chọt. Lấy cái cầm chọt vô, cho nên cầm cái khánh như là cái nấm rôm mà nó úp lại. Vậy mà tụng kinh hạnh phúc, có cái mỏ rồi, có cái khánh rồi, không có cái chuông không, đang tụng cốc cốc cốc, chỗ nào cần cái chuông cầm cái khánh lên lấy cái dùi bon. Mà quý vị biết cái bài kinh Pháp Hòa tụng mỗi ngày hồi Pháp Hòa còn nhỏ là bài kinh gì? Bài sám hồng trần. Cái bài sám đó quý vị đi đâu tụng? Đi đám tang mới tụng. Mà Pháp Hòa tụng trong nhà Pháp Hòa mỗi ngày đó. Vậy thì quý vị phải tin rằng không có kinh gì là tin đám ma đám chết gì. Kinh gì mình tụng nó đều có cái sự màu nhiệm và tâm thành của mình. Phổ Môn cầu siêu cũng được, Di Đà cầu an cũng được, có ai đặt để kinh đó phải tụng là kinh gì đâu. Pháp Hòa tụng cái bài đó: cuộc đời như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, từng hồn máy tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ gót về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Những cái bài kinh nó tụng hồi 7 tuổi. Nghe người ta đồn có kinh Địa Tạng, nhất định phải cầu làm sao có được những kinh Địa Tạng. Tự nhiên có cái bác hàng xóm, bác không bao giờ tụng kinh lễ Phật gì hết, nhưng mà không biết ở đâu bà có cuốn kinh Địa Tạng. Mà ngày xưa cuốn kinh đó nó dày vậy nè, là vì nó in, nó có chữ âm Hán, có chữ dịch nghĩa. Pháp Hòa còn nhớ cái mặt trận mặt, cái mặt của quyển kinh rất là rõ, mà nó xúc sổ nó rách hết rồi. Mà quý vị biết bà cho Pháp Hòa, tự nhiên Pháp Hòa có cảm nhận như mình bắt được một cái gì quý nhất trong cuộc đời, quyển kinh Địa Tạng. Vì hồi nhỏ mình nghe người ta nói kinh Địa Tạng mà mình ham cầu kinh Địa Tạng. Tự nhiên bà đem ra bà cho Pháp Hòa. Thế là bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, tụng hồi 7 tuổi. Cuộc đời em nó tới ngàn lá một đêm, hơn tám nhiều lắm. Rất là nhiều những kỷ niệm từ hồi nhỏ mình đi vào trong đạo như thế nào. Cho hồi đó Pháp Hòa qua đây, Hòa đi tu. Qua đây hồi 12 tuổi, đi tu năm 15 tuổi. Vô trong trường học, các bạn người Việt Nam cứ đi theo hỏi hoài: Chú Tiểu, sao chú đi tu vậy? Bây giờ mình nói sao cho ta hiểu đây? Chắc tại thất tình. Tại ta hỏi vậy, bộ chú thất tình chú đi tu 15 tuổi mà biết gì mà thất tình. Nhưng mà thật sự ra hỏi Pháp Hòa có ý thức cái gì đi tu không có. Nhưng mà từ nhỏ rất ham thích, thấy quý sư quân y đi về lấy cái mền quấn, lấy cái mền quấn cả ngày vậy. Rồi quý vị biết thấy các sư ôm bình bát, không có bình bát quý vị biết không? Pháp Hòa ăn cơm bằng cái gì không? Bằng cái miệng dừa khô. Lấy cái miệng dừa khô một cao bóng thiệt là sạch, rồi mỗi ngày múc cơm vô trong cái miệng dừa, ngồi ngay quấn cái mền ngồi ăn. Trời ơi, hồi nhỏ mẹ Pháp Hòa cũng rầu Pháp Hòa lắm. Nó
nói trời ơi mày kêu riêu tao, ở nhà có chén bát đầy đủ bạn ăn, bạn ăn miễn dịch luôn. Nhưng mà nói con đâu có ăn vậy, tại con nghĩ con là sư. Mình là sư mà muốn ăn theo kiểu sư. Sau này lớn chút 8-9 tuổi thấy mấy thầy mặc cái áo tay rộng á, trời ơi khoái lắm, khoái cái áo tay rộng đó. Quý vị biết không, có áo tay rộng biết làm gì không? Mỗi ngày trước khi đi tắm, tại vì mình là mình tắm mình mặc pyjama, và cái quần pyjama nó rộng rộng, đọc hai tay vô hai cái quần, đứng bất phơ bất phơ, tưởng tượng như mình đang mặc cái áo tràng tay rộng. Và cái áo tràng tay rộng của mình hồi 7-8 tuổi là gì? Cái hai cái quần pyjama. Như vậy thì quý vị thấy mỗi một con người mình sanh, có nhiều khi có những người ta có duyên với đạo. Thì Pháp Hòa thầy nghiệm lại bây giờ mình thấy cuộc đời mình có lẽ đời trước mình cũng đã từng tu. Thì bây giờ mình trở lại cái này là gì? Tu tiến. Vậy thì cái dư nghiệp của chúng ta là cái gì? Do cái ai cũng có dư nghiệp rồi nha. Dư nghiệp này là dư nghiệp của sự tu hành. Còn có những đứa con mình sanh ra mình đâu có dạy nó cọc cằn thô lỗ, mà sau nó lớn lên nó cọc cằn thô lỗ, đó là dư nghiệp của mình. Tin hay là không tin đó là tùy mình. Nhưng mà Pháp Hòa nói có những người, có những người thầy lớn lên và đi tu và từ nhỏ sống đạo rất là ngộ. Mà Pháp Hòa có một cái điều này Pháp Hòa thưa đại chúng là chính bản thân Pháp Hòa có thấy đặc biệt là khi trong lòng mình ao ước một quyển kinh gì tự nhiên nó có. Chưa bao giờ có ước một quyển kinh gì mà chưa. Không biết đời sau này phước mình nó giảm sao mình không biết nha. Hiện tại bây giờ là trong lòng nó mong muốn một quyển kinh gì tự nhiên mai mốt tự nhiên nó có được quyển kinh, nó lạ. Quý vị biết Pháp Hòa ham kinh Địa Tạng, có kinh Địa Tạng. Ham kinh Pháp Hoa, có kinh Pháp Hoa. Mà cái quyển kinh Pháp Hoa mà Pháp Hoa có đó, quý vị biết bằng cái gì? Bằng chép tay. Người ta chép tay nó cho Pháp Hoa quyển. Cái chị hàng xóm, chị thấy Pháp Hoa ham tu quá, tự tay chỉ chép cho Pháp Hoa một quyển kinh chép tay. Khi qua tới đây, Pháp Hoa sợ Pháp Hoa quên kinh. Pháp Hoa tự đi lượm những cuốn tập đó, Pháp Hoa chép gom lại qua ngồi và chép kinh lại hết. Bây giờ Hòa còn giữ của nó, chép lại hồi 12 tuổi. Qua đây mà sợ mình quên kinh đó, mà ngồi chép lại. Mà tập thì đâu có tiền mua đâu, lượm chỗ này chút, chỗ kia chút mà gom là thành 3 tập. Mà không giống nhau, tập sau nó bự như cái cuốn sổ bự này, hai tập trước thì nó mỏng nó nhỏ. Có Hòa còn giữ quyển kinh. Cái áo tràng có Hòa mặc một thước dài tới bây giờ Hòa vẫn giữ. Vì tất cả những cái đó là những cái kỷ niệm của mình. Cái hồi mà đi qua đây đó, người ta không có cho mang tượng Phật theo, không có cho mang kinh sách theo. Pháp Hòa sợ người ta đập tượng Phật, tại vì mình đem cái tượng Phật nhỏ nhỏ vậy nè. Người ta nói là đi ngang cái ấy đó, người ta sợ mình nhét những cái gì bất hợp pháp đó, ta đập tượng. Cả đêm đó Hòa thức qua lại Phật, con chỉ muốn thỉnh Phật ra nước ngoài để con thờ, Phật phù hộ cho người ta đừng có đặt tượng. Vậy đi lọt Phật. Đây Pháp Hòa không nói chuyện linh thiêng nha. Pháp Hòa chỉ nói là cái vấn đề, cái tâm của mình hướng về Phật một cách trọn vẹn. Và cuộc đời của mình, cho nên quý vị đừng có lo. Quý vị sống trong đời, quý vị cứ đem cả cái tâm thành của mình ra ứng xử đi, đối với tất cả mọi người, làm việc Phật cũng như ứng xử với đời, không mất đâu, bảo đảm điều đó. Mình không được ở nơi này bồi đạp, cũng ở nơi khác bồi đạp thôi. Còn mình làm việc gì mà bằng cái tâm danh lợi, cái tâm nhiễm ô của mình, thì cái việc đó cũng không thành. Mà nếu nó có thành, nó cũng gượng gạo, chứ nó không có trọn vẹn. Tin cái điều đó, ứng xử và sống. Pháp Hòa chưa đầy 40 tuổi, năm nay là 38, 39 tuổi.
coi như là học Phật, tu Phật từ hồi 7 tuổi. Và chưa bao giờ Pháp Hòa khởi một cái tâm niệm là mình thối lui trên con đường tu. Có điều là mình nghĩ nếu một mai duyên mình hết thì mình sẽ lui ẩn, ở yên một nơi nào đó tu cho nó đúng cái tâm nguyện của mình. Thật lòng mà nói, từ nhỏ cái tâm của Pháp Hòa muốn là muốn sao, không phải muốn đi Ta Bà như vậy. Cái tâm nguyện của Pháp Hòa là muốn có một cái tịnh thất ở yên tu không làm gì. Đó là cái tâm nguyện. Ngày nay vì hoàn cảnh, vì sự Phật sự phải đi đứng chỗ này chỗ kia thì làm thôi, nhưng mà cái tâm nguyện thủy chung của mình vẫn muốn lui ẩn về một nơi nào đó để mình yên tĩnh mình tu nhiều lắm, từ nhỏ tới lớn. Mà trong đầu là có một hình ảnh về cái chỗ ở của mình, phải là thích ở một trên một cái nhà sàn, nơi đó có cây cối và cái nhà sàn đó lợp bằng lá và có một lu nước ở ngoài trước và có một cái gáo dừa để uống nước. Từ nhỏ mà cái hình ảnh đó nó ở trong đầu mình. Cho nên cái ngày mà Pháp Hòa phải nhận cái nhiệm vụ gánh vác công việc Phật sự chùa chiền, Pháp Hòa không có vui. Ai ta lên chức, ta nhận chức ta vui, riêng Pháp Hòa là không vui. Vì mình biết kể từ giờ phút này mình phải dấn thân và không làm đúng cái tâm nguyện mình. Cái ước nguyện của mình là chỉ muốn ở ẩn mà thôi. Nhưng khi lãnh trách nhiệm thì phải làm. Mà quý vị biết, sống trong đời thì làm sao không có sóng gió. Đi đứng nhiều thì sóng gió cũng nhiều. Đó là ngày xưa thường nói: tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa sứ thị phi đa. Thôi thì qua câu hỏi này, thì quý vị hỏi về cái duyên đi tu, thì Pháp Hòa chia sẻ một chút cho đại chúng biết được cái tâm tình. Thì mong quý vị cũng hộ niệm và hộ niệm cho. Hộ niệm là gì? Quý vị thương và hộ trì cho con đường tu của Pháp Hòa nó được tốt. Ai gì đó? Chắc tay chúng ta kết thúc hồi hướng một ngày này. Trước khi chúng ta ra về, Pháp Hòa xin thành tâm. Quý vị cứ ngon, quý vị cứ ngon. Xin thành tâm cảm niệm công đức đại chúng đã một ngày để một ngày sinh hoạt từ sáng đến giờ. Chắc quý vị cũng mệt cái thân ha, nhưng mà hy vọng rằng tâm quý vị được hoan hỷ, được vui. Mong quý vị về nhà ngủ ngon và sáng ngày mai mình gặp lại. Dạ, mấy 9 giờ? Dạ, 9 giờ sáng mai mình sẽ gặp lại ở đây. Và xin đại chúng chắp tay hồi hướng để chúng ta dâng công đức này trọn một ngày tu học, cầu cho pháp giới chúng sanh, kẻ còn người mất, đều được thấm nhuần pháp nhũ thâm ơn của Tam Bảo, để chuyển hóa thân tâm, đem lại an lạc hòa bình cho thế giới này, cho con người, cho mọi loài. Nguyện đến công đức này.